Vâng, em xin kính chào quý anh chị, quý bà con cô bác. Hôm nay kênh đất giá rẻ Nhật Minh em xin phép quay gửi đến cho quý anh chị, quý bà con cô bác một lô đất nền tại trung tâm thị trấn Ea Súp các quý anh chị nha. Lô này là nằm trên cái con đường Lý Thường Kiệt của trung tâm thị trấn Ea Súp. Đường trước mặt đây là cái đường Y Ngông này. Từ cái lô đất này mà ra đến cái đường Y Ngông này khoảng 150 mét. Đây là cái bờ rào, đây là hàng rào của ủy ban thị trấn này, ủy ban thị trấn huyện. Đây là cái đường Lý Thường Kiệt. Đường này thì đoạn trên kia cách đây khoảng hơn 100 mét là đang đổ bê tông rồi nghe quý anh chị nha, mở rộng đường này, mở rộng ra rồi mở đổ bê tông này. Cái đoạn này thì từ giờ đến cuối năm nay là sẽ hoàn thành thôi. Lô đất mà em đang quay gửi đến cho quý anh chị nó nằm trên cái con đường Lý Thường Kiệt này. Đây, quanh đây đây là cửa hàng tạp hóa này, cơ khí này, chỗ đây quý anh chị có thể kinh doanh được nhiều cái ngành nghề, mở quán tạp hóa, quán cà phê. Đường này là từ giờ đến Tết là sẽ hoàn thiện thôi, đổ bê tông rộng mặt 7,5 m. Lô đất em quay gửi đến cho quý anh chị là nó nằm trên cái mặt Lý Thường Kiệt này, với cái diện tích ngang 19, sâu 25. Giá bán thì cực kỳ là yêu thương trong cái thời điểm này, chỉ 55 triệu trên 1 mét. Đấy nha quý anh chị nha, với cái cọc rào này kéo sang đây là 19 mét này. Đó, sâu đến cái hàng rào phía sau đó là 25 mét, gần hai con đường. Trước mặt đây một con đường nữa này, đường ô bàn cờ này. Giá bán là 55 triệu 1 mét ngang. Lô này 19 mét nha quý anh chị nha. Đường ô bàn cờ thông thoáng nha. Đấy, trước mặt đây là một con đường này. Lô này nằm giữa hai con đường. Đấy, ngay kia có một con đường nữa này. Còn cái đường Lý Thường Kiệt này là đường đang mở rộng này. Từ cái lô này mà ra đến trung tâm thị trấn đèn xanh đèn đỏ quảng trường ấy, 400 mét nha quý anh chị nha. Đó, ra đến chỗ chợ đấy, quảng trường Bách Hóa Xanh là 400 mét, còn ủy ban thị trấn thì ngay đây là sát vách đây rồi. Giá bán là 55 triệu trên 1 mét ngang, cái mặt Lý Thường Kiệt này. Quý anh chị nào quan tâm đến đất nền tại trung tâm thị trấn thì liên hệ cho em theo cái số điện thoại 0977 280 818. Trung tâm huyện, trung tâm thị trấn huyện Ea Súp. Đường ô bàn cờ thông thoáng nghe quý anh chị nha. Lô này cực kỳ tiềm năng đấy. Và giá bán bây giờ cũng rất là rẻ, chỉ 55 triệu trên 1 mét ngang. Anh chị quan tâm thì liên hệ cho em theo cái số điện thoại 0977 280 818. Đất giá rẻ Nhật Minh. Từ cái lô đất này mà ra đến đèn xanh đèn đỏ quảng trường Bách Hóa Xanh là chỉ 400 mét thôi nha quý chị nha. Rồi, em xin phép là kết thúc video ở đây. Hẹn quý chị vào những video tiếp theo.